Xin chào tất cả các em. Ở video học hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi vào các bài tập ở trong quyển vở bài tập toán lớp 3, bài 21 trang 28, đó là bài luyện tập. Chúng ta sẽ đi vào bài 1, đó là tính. Chúng ta cần tính 38 nhân với 2. Đây là nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số. Các em sẽ nhân phần đơn vị trước, lấy cái số có 1 chữ số, các em nhân với hàng đơn vị này trước. 2 nhân 8 bằng 16, các em viết 6, nhớ 1 sang đây. 2 nhân với 3 bằng 6, nhớ 1 nữa, bằng 7. Kết quả bằng 76. Tiếp theo 26 nhân 4, các em lấy số 4 này nhân với hàng đơn vị trước. 4 nhân 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2. 4 nhân với 2 bằng 8, nhớ 2 nữa bằng 10. Như vậy kết quả bằng 104. 42 nhân 5, các em lấy phần số này các em nhân với hàng đơn vị trước. 5 nhân 2 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 2, 5 nhân với 4 bằng 20, 20 nhớ 1 tức là cộng thêm 1 nữa, bằng 21. Kết quả bằng 210. Tiếp theo 77 nhân 3, các em lấy số 3 này nhân với số 7 ở phía sau, tức là nhân ở số phía sau trước, nhân hàng đơn vị trước. 3 nhân 7 bằng 21, viết 1 nhớ 2. 3 nhân 7 21, 21 phải nhớ 2 nữa, bằng 23. Cuối cùng 54 nhân 6, các em lấy số 6 nhân với hàng đơn vị trước. 6 nhân 4 24, viết 4 nhớ 2. 6 nhân 5 bằng 30, 30 phải nhớ 2 nữa, bằng 32. Vậy kết quả chúng ta bằng 324. Như vậy là chúng ta đã vừa đi xong được bài tập số 1. Xem xong video ở giảng, để ủng hộ cho cô thì các em hãy nhớ like video ở giảng và đăng ký kênh nhé. Nhấn nút đăng ký kênh để khi có bài lên các em biết để các em vào xem. Bây giờ cô và các em sẽ sang bài tiếp theo, đó là bài tập số 2, đặt tính rồi tính. Như vậy trước tiên chúng ta sẽ đặt tính 48. Các em đi nhân 3. Sau khi đặt tính xong thì các em làm phép nhân. Cũng như bài số 1, các em nhân ở hàng đơn vị trước. 3 x 8 24, viết 4 nhớ 2. 3 x 4 bằng 12, nhớ 2 nữa, bằng 14. Vậy kết quả bằng 144. Tiếp theo 65 x 5. Em lấy 5 x 5. 5 x 5 bằng 25, viết 5 nhớ 2. 5 x 6 bằng 30, nhớ 2 nữa bằng 32. Kết quả bằng 325. Rồi đến 83 nhân với 6. Kem nhân hàng đơn vị trước. 6 x 3 bằng 18, viết 8 nhớ 1. 6 x 8 bằng 48. 48 nhớ 1 nữa bằng 49. Kết quả bằng 498. Cuối cùng là số 99 nhân 4. Các em cũng nhân hàng đơn vị trước. 4 này nhân với con 9 là hàng đơn vị. 4 x 9 bằng 36. Các em viết 6 nhớ 3 sang đây. 4 x 9 bằng 36. 36 phải nhớ 3, tức là cộng thêm 3 nữa. 36 với nhớ 3 nữa bằng 39. Kết quả bằng 396. Bây giờ cô và các em sẽ chuyển sang bài tập số 3. Bạn nào chưa xem chưa kịp thì các em có thể dừng video lại một chút để các em làm bài. Mỗi giờ một xe máy chạy được 37 km. Hỏi 2 giờ xe máy chạy được bao nhiêu km? Như vậy, trong 2 giờ thì các em sẽ làm phép nhân, các em sẽ lấy 37 các em nhân 2. Đúng không ạ? Vậy trong 2 giờ xe máy chạy được số km sẽ là, trong 2 giờ xe máy chạy được
số km là kem sẽ làm phép nhân ở đây, kem lấy 37, kem nhân với 2. Vậy kem có thể đặt phép toán ra đây. Kem lấy số 2 nhân với hàng đơn vị, tức là nhân số 7 trước. 2 nhân 7 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 2 nhân 3 bằng 6, nhớ 1 bằng 7. Như vậy kết quả sẽ bằng 74 km. Như vậy là trong 2 giờ cái xe máy đó sẽ chạy được 74 km. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 4. Bạn nào cần thì hãy dừng video giảng của cô ở đây một chút. Bài số 4 ở đây yêu cầu các em vẽ thêm kim phút, đề đồng hồ, thời gian, chỉ cái thời gian tương ứng. Như vậy 8 giờ 10 phút, ở đây kim giờ người ta đã vẽ rồi, người ta đã vẽ đây rồi. Kem kim phút, kem chỉ 10 phút. Như vậy chúng ta bắt đầu tính từ số 12. Sang một vạch liên tiếp thì các em tính thêm 5, đây là 5 này. Thêm nữa là thành 10 này, 5 thêm 5 bằng 10. 5, 10, đúng không? 15, 20, đúng không? Như vậy thì đây là 5 này, 10. Như vậy khi mà chỉ đến 10 phút thì kim dài chỉ đến số 2. Các em vẽ cái kim dài chỉ đến số 2 cho cô. Đấy, kim dài sẽ chỉ đến số 2 như vậy. Giờ 35 phút. Kim ngắn thì người ta đã vẽ rồi, kim giờ người ta chỉ vẽ rồi. Bây giờ chúng ta chỉ vẽ thêm kim phút. Kem bắt đầu đặt tính từ 12, kem tính theo chiều kim đồng hồ. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Như vậy 35 phút thì kim dài chỉ đến số 7. Kem vẽ kim dài chỉ đến số 7 cho cô. Cuối cùng 12 giờ 45 phút. Kim ngắn, tức là kim giờ thì người ta đã vẽ đây, hơn 12, gần đến số 1 thì người ta vẽ rồi. Bây giờ các em vẽ cái kim phút 45 phút. Ta tính từ số 12, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Như vậy 45 phút sẽ chỉ đến số 9. Chỉ đến số 9. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 4. Cuối cùng cô và các em sẽ chuyển sang bài tập số 5. Bạn nào cần có thể dừng video giảng của cô đây một chút nhé. Số thích hợp, các em biết là phép nhân có tính chất giao hoán, tức là chúng ta đổi chỗ các số hạn của tích thì tích không thay, chúng ta đổi chỗ các thừa số của tích thì tích không thay đổi. Như vậy 6 nhân với 4 thì cũng sẽ bằng 4 nhân 6. Như vậy ở đây sẽ là số 4. Ta đổi chỗ các thừa số thì tích không thay đổi. 3 nhân 5 thì cũng bằng 5 nhân 3. Đấy, đổi chỗ. 5 nhân 6 thì sẽ bằng 6 nhân 5. Nhớ nhá, một tích hay hai cái thừa số, kem đổi chỗ vị trí ở hai thừa số thì tích nó không đổi. 2 nhân với 3 thì cũng bằng 3 nhân 2. Trên đây cô và các em đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các cái bài tập của bài 21 trang 28 luyện tập ở trong vở bài tập toán lớp 3. Cảm ơn tất cả các em đã dành thời gian theo dõi video bài giảng của cô. Hẹn gặp lại tất cả các em ở các video bài học tiếp theo.